Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì hãy xem video này nhé. Còn nếu ăn rồi thì cũng hãy xem nhé. Còn nếu đang ăn thì hãy vừa xem vừa ăn nhé. Ok. Mình là Đức đây. Và hôm nay thì mình sẽ câu một nhái sống ở hồ nhà mình. Cũng mấy ngày rồi chưa ra video hả? Thì giờ mình sẽ làm video ở hồ nhà mình. Giờ biết đi đâu giờ? Đúng không? Giờ biết đi đâu giờ? Ok. Còn... ăn các bạn. Không ta? Đó ăn. Ăn. Xì tim người thấy không? Đi vô đây anh chị, đi vô. Ủa, nhiệt tình với ta chạy ghê vậy. Xì phát nữa rồi. Rồi. Chết mẹ. Chạy đâu nữa con trai. Vô. Lên. Lên hàng nha. Ui, cá mập ú bạn. Ý, giống nó nuốt rồi bạn ơi. Ui, nó nuốt rồi. Thôi mình gửi cho nó nha. Tiếp tục hả bạn. Mình mới gỡ xong. Thì mình muốn nói là ok, câu tiếp thôi. À, thấy mình xàm rồi. Mình rất là xàm này. Thì mình câu mồi nhái luôn. Tại vì ba cái mồi kia nó bể rồi bạn ơi. Ăn cái gì vậy? Rồi ăn nữa. Đi bạn, đi nhiệt tình luôn. Nó cho mình đi luôn. Ở đây rồi, đi. Đi kinh thì chứ. Anh thấy đi về. Chạy đâu con trai. Đó, Santo. Lên. Một chú nữa nhé. Hai chú. Ok. Mình gửi cho nó nha. Ôi, chín cá lớn mày ơi. Cái gì đó, cái gì. Ủa. Nó làm không kịp luôn á. Cái chim. Ôi, mình chưa kịp bấm máy gì mới quăng xuống ăn luôn mày. Cái chim. Mặc dù máy mình không có tiếng rác như này, nghe tiếng cưới dày. Cố gắng bắt nhanh nó mới đứt dây này. Lâu lâu dính cái gì phê quá. Vừa mới băng xuống bạn, vừa mới băng xuống tính vừa bấm máy nói chuyện luôn á. Úp phạch, chưa kịp bấm máy gì luôn. Kiến cắn. Yeah. Mình chạy nữa con, chạy nữa. Thank you.
Lên mày. Lên. Lên. Ồ, nó bự. Ôi. 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 Bảy cái lon cái chim. Ôi, nó bự. Oh. Yes. Yeah. Okay. Ok, mình thả ra. Dạ. Dạ. Ủa, nó bự ba. Nó bự. Cái chim. Ba ăn hả? Ăn không? Xui. Dạ. Dạ. Ok. Ba. Ủa, nay nó bự vậy luôn hả? Ok, kết thúc video đây nha. Bạn nhớ like và subscribe cho mình nhé. Cảm ơn tất cả bạn.